Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Challenge for Fun. Và ngày hôm nay thì đây mọi người thấy trên bàn của ba anh em chúng tôi có cái gì? Có trái cây. Trái này là trái gì mọi người biết không? Đây là trái thanh long. Đây trái thanh long này thì mình tất cả mọi người cũng đều biết là nó là cái xứ mà có nhiều trái thanh long nhất ở Việt Nam, chính là Phan Thiết. Phan Thiết là cái xứ mà trồng thanh long nhiều nhất. Và như theo như Coleman được biết thì hiện tại bây giờ thì thanh long đã có được trồng rất là nhiều quốc gia rồi, nhưng mà ngày trước thì hình như là chỉ có Mexico và Colombia là có cái giống này, và ở Đông Nam Á thì chỉ có Việt Nam có giống này. Nhưng bây giờ thì tất cả các nước, rất nhiều nước đã bắt đầu canh tác thanh long. Bởi vì sao? Thanh long, rất trái thanh long là rất ngon và xuất khẩu rất là tạo rất nhiều nguồn thu. Chính vì vậy cho nên bây giờ hiện tại thanh long thì các nước Đông Nam Á thì có Việt Nam, có Philippines, Indonesia, Malaysia, vân vân, rất nhiều nước đã trồng này rồi. Kể cả Trung Quốc và Đài Loan cũng chuyển sang trồng thanh long luôn, rất nhiều. Còn ở các đất nước ở Nam Mỹ thì ngoài Mexico và Colombia thì còn có rất nhiều quốc gia Nam Mỹ và Trung Mỹ khác. Rồi, thôi bỏ qua chuyện kiến thức đi. Bây giờ chúng ta quay trở lại với lại thử thách của ngày hôm nay. Chắc chắn là Phan, rồi nói đi. Anh Coleman chưa giới thiệu. Giới thiệu em. Đấy, cũng biết nè. Trước khi chúng ta bước vào thử thách thì Coleman xin phép giới thiệu với quý vị và bạn. Hai em gái ngồi kế mình cũng chẳng có phải xa lạ gì hết. Đây là bạn Nambi. Đúng không? Đây là bạn Hashin. Rồi, huấn luyện viên thể hình. Huấn luyện viên của Coleman. Huấn luyện viên cử tạ. Được rồi, nhưng mà bạn này là thôi em tự giới thiệu đi. Cậu không biết giới thiệu gì á. Tại vì thường ngày thì Sim chỉ đi tập gym nhiều với là tập boxing thôi, nên là có 6 múi xíu thôi. Nó cũng không gì hết. Đơn giản vậy thôi. Không, thật ra là chúng ta sẽ có một dịp nào đó chúng ta sẽ được thấy hình ảnh của Hashin trên Get Fit, trên một vài cái chương trình và thậm chí trên cái kênh của bạn Hashin nữa. 6 cục đàng hoàng luôn, mình nhớ mang máng hình như vậy đó. Và bạn này không chỉ như thế đây, bạn này còn có rất nhiều tài năng khác nữa. Các bạn có thể là đóng phim được, bạn là YouTube, bạn là vlogger vân vân. Bạn này thì nhiều tài năng lắm nhưng mà chưa lộ hết đó. Còn bữa nay thì nắm bi mọi người biết rồi ha. Nhân viên kinh doanh bóc xô cho anh Hiền. Mình vẫn bóc xô cho Coleman nha mọi người. Nhớ liên hệ mình. Câu đó là câu mệnh đề của mình. Mỗi lần mà nhắc tới Nam Bi là mọi người nhớ bóc xô Coleman nha mọi người. Và Nam Bi cũng có một kênh YouTube nữa. Thật ra thì Coleman rất là thích mời các bạn này. Bởi vì sao? Các bạn này có kênh YouTube luôn. Cho nên các bạn tham gia thì một mặt để mọi người, các cái fan, các khán giả hâm mộ biết thêm, có thêm những YouTuber mới để mọi người ủng hộ. Hết đó. Rồi. Rồi chắc là chúng ta đã trải qua hai cái thử thách mà có hai bạn trước đây. Đó, chắc mọi người cũng còn nhớ ha. Nhưng mà ngày hôm nay thì hoàn toàn khác. Đó. Bây giờ tụi em thấy trên bàn là có ba cái miếng thanh long đúng không? Để sẵn, không được mở lên nha. Rồi. Bữa nay mình ăn thanh long á. Thì đố tụi em biết hôm nay thách thức gọi là challenge của ngày hôm nay là gì? Cạp thanh long. Khoai. Cạp bằng miệng. Khoai, chị không để ý hết bài. Thấy không? Hai cái gì đó không? Đúng, nó nhìn có gì tâm như thế này để làm gì? Mày dứt miếng thanh long đi ha. Không, ai cắm được tâm lên đây nhiều hết. Trời ơi, gần chắc chắn là các bạn này sẽ nghĩ, một trong hai bạn này sẽ nghĩ rằng là tuần trước chúng ta đã có cái vụ mà ăn thanh long bằng tâm, thì hôm nay lại ăn đua thanh long bằng tâm. Cũng là một idea hay, đúng không? Nhưng mà sai hoàn toàn. Bây giờ cũng là thi ăn thanh long. Thử thách đầu tiên là thử thách vẫn là ăn thanh long. Nhưng mà đố tụi em thử thách kiểu gì? Nghĩ cái gì mà khó nhất để ăn thanh long khó nhất? Quý vị khán giả nghĩ giùm xem là nếu mà thi ăn thanh long thì đi, nếu ăn nhanh thì bình thường. Ăn thanh long mà phải dùng tâm. Tại vì cái gì nó để trên bàn phải sử dụng. Phải tâm mới có thanh long. Bóc vỏ thanh long bằng tâm. Rồi ăn. Không, em chỉ cần cầm tay đem bực ra với trong gà. Ừ, dễ hả? Có gì đâu. Bình thường. Rồi. Thử thách là ăn thanh long mà không được nuốt hột, phải nhả hột. Dễ mà, chị. Thanh long, mình mua thanh long không hột mình ăn. Làm gì? Gì trên thế giới này có thanh long nào không hột đâu quý vị các bạn. Ủa? Đây, bây giờ trong cái trò chơi ngày hôm nay, trong cái thử thách ngày hôm nay thì có hai cái. Một
là anh Thanh Long không giả hồ. Giờ tụi em chọn không? Giờ mở lên đi thử coi, nhắm làm được không? Trời ơi, làm sao em có thể ngoạm vào cái này mà em nhả hồn ra được? Chắc chắn là em nhả hết luôn á, chứ không có thể nào nhả hồn được. Đúng không? Đúng rồi. Đây, cho em xem cái tâm này nè. Em có thể đây, đấy, bên dưới này em thấy nó còn có cái chấm đen đen bên dưới là hồn nó ở khắp mọi nơi. Cái này là hột é đúng không anh? É, Long hột é đâu ra, cái cô này chia. Chia ông nội tôi. Chia. Đây thấy chưa, sâu bên trong nó còn rất nhiều nữa. Rồi, thật ra thử thách ngày hôm nay không phải là ăn Thanh Long, sau đó chúng ta mới được ăn. Có nghĩa là bạn nào thua cái thử thách này thì sẽ phải ăn Thanh Long, và ăn với là một loại gia vị vô cùng độc đáo. Nó là gì thì lát nữa mọi người sẽ biết. Đúng không? Chấm muối là bình thường, ăn một loại gia vị chấm mắm tôm. Rồi, còn bạn nào chiến thắng thì cũng như thường lệ đúng không? Chúng ta sẽ có đây một phong bì. Quay nghe, đếm. Mấy đây, đó. Bèo lắm, chỉ có 2 tờ thôi. Wow. Đấy, thấy chưa? Tiếp tục. Đấy, mình chơi. Đó là đồng lực, sẽ chơi chiến thắng. Đồng lực, đồng lực. Thắng thì lấy cái bao này, mà thua là ăn cho hết. Ăn nhưng mà ý là... Nhưng mà phải ăn với một loại gia vị khác đặc biệt nha, rồi. Bây giờ mình tách hộp cho nó nhiều lắm á. Bây giờ thì đấy, thì đây mới là câu chuyện nè. Bây giờ thôi, bây giờ chúng ta bắt đầu. Kính thưa quý vị và các bạn, thử thách của ngày hôm nay đó là trên tay mỗi người chúng ta sẽ có nửa trái Thanh Long. Vậy thì bây giờ nửa trái này chúng ta sẽ phải trong thời gian 10 phút làm sao đếm cho được hết nửa trái này. Mà nếu không đếm được hết thì người nào đếm được nhiều nhất cho ra cái dĩa. Đây, mình có cái dĩa trắng đúng không? Đây. Ồ, vậy thì làm sao mà biết được con số chính xác? Làm sao mình đếm? Hay là nhìn nhiều nhất là được? Nhiều nhất là được thôi, trong lòng mình. Thật ra nếu mà để đếm hết cái hạt trong nửa trái này là nó đếm tới tối luôn á. Thì bây giờ mình thử đi, coi mình đếm được bao nhiêu. Trong thời gian 10 phút chúng ta có thể đếm được bao nhiêu hạt Thanh Long. Đây là một cái bài toán mà thật sự là mọi người chưa nghĩ tới. Chứ còn nếu đếm hết cả một trái, anh nghĩ có thể mất cả ngày. Nếu mà em biết trước được cái này là em mua hộp é, em đụng vô đây sẵn. Em nói duyên ghê, đúng rồi đó. Ban giám khảo chúng tôi đang ngoài kia đang nói là cô Hà, nói là Hà Xin có bạn hơi xàm, nhưng mà không xàm, không xàm thì đâu phải Hà Xin. Đấy là em để học té đâu đây, thì em để mới thôi, xong rồi em tách ra cái chỗ này mới nữa là em đã nhiều hơn. Nếu thế thì làm sao còn gì là thứ thấp đấy, người ta đã tính trước rồi. Bây giờ và cũng tương tự như kia là chúng ta có thể sử dụng bao nhiêu tâm hồn được nha. Và tuyệt đối nếu mà bạn nào mà cười ra mà nó rớt một miếng cơm của cái Thanh Long là coi như bạn đó cũng bị mất tiệp. Thấy chưa? Đó chứ nhiều bạn bây giờ bạn gạch xong bạn cũng cấp một cục xong bạn ngoài ngoặn đây thì không được. Rồi, thử thách cái này mọi người có thể làm ở nhà, thử bữa nào rảnh ở không giết thời gian bằng cách đếm hạt Thanh Long nha. Không, em nghĩ là qua cái cuộc thi này em đề nghị là giống Thanh Long không hộp. Đúng, ý kiến hay. Đúng rồi, lai giống Thanh Long không hộp mới được. Khó lắm. Cái này không biết là khoa học có thể làm được hay không, anh không biết. Nhưng mà nói tóm lại rất khó. Rồi bây giờ bắt đầu. Nhờ ban tổ chức bấm thời gian giùm trong vòng 10 phút. Rồi chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Rảnh ghê luôn. Cái trò là tôi nghĩ ra chứ ai. Dính cơm là bị nha. 2 Bây giờ em đếm rồi. Dùng hai cái. Đúng rồi, mình dùng một cái thì biết bao giờ mới được. Ồ, mắt mũi hôn em quá. Vậy 200 à. 200 luôn à.
50 hạt dính tờ lên tay luôn. Chị ơi, chị còn một phút, chị kêu em sợ dính cơm phải tách ra để em thắng một cách vinh quang nhất có thể. Bắt công người ta nói mình gian lận nữa. Tiếp tục. 3 năm rồi nha. 400 rồi. Nổ vừa. 36. Cái hai chiếc tâm á, 39 nè, 40 nè, 110 đã hết 6 phút mọi người ơi. Cái này ứ là hết 10 phút rồi. Ủa xin nó dứt ra cái cục gì nó ớn ăn nè. Nhìn nó ớn rồi. Trời của nấm biển mấy ngày rồi. Trời nấm biển rồi. 54 55. Cái này thì nếu mà làm đúng một cái chắc anh nghĩ chắc mấy ngày chưa đâu. À. Dính quá. Thiệt dính luôn quá. Ông nào đẻ ra cái trái thanh long này hồn chi dính. Xin mấy đẻ này là đây gấp không. Nhưng mà cái này mình nếu mà nó tiêu hóa sao ta? Vừa được nhận tiền rồi vừa thua vừa mất tiền mà vừa phải ăn thanh long với là một loại nước chấm ăn bồ tát vô. Tại vì cái thanh long này đó là cái mặt của nó là rất là mềm nên chị cứ để vô. Chỉa lên. Ồ, hay nha, thông minh đó. Chỉa lên là ra rồi. Nè. Đó. Còn 2 phút. Trời ơi. Hay là xin chỉ cho nè. Chỉa ra. Bề mặt của xe này trắng rồi. Nó không dập trái nữa. Trái nó sẽ bề mặt này. Bây giờ một thử thách nữa cho ban dành cho ban giám khảo là hãy đếm lại trong rẻ của ban giám khảo.
mọi người thấy mấy cái thử thách mà Colorman nghĩ ra vui không, hay không? Nhưng mà nói thật đó là mình một mình cũng không thể nghĩ ra được đâu, cho nên là cái này là ngày hôm trước mình đi ở cái vườn thanh long nhà bạn Tấn, xong rồi mình thấy tự nhiên ăn cái tự nhiên mình ngồi mình thấy cái hạt nó quá trời, tự nhiên mình nghĩ ra đúng là có những cái thứ mà mình nghĩ là đơn giản mà sức người cũng không làm nổi. Vậy cho nên bây giờ khi mà làm cái này, Coleman vẫn đang nghĩ là không hiểu cái ông nào ông ngồi rảnh và ông nhét hộp vô trong trái thanh long. Cái người rảnh là xong bây giờ lại phải khui ra đếm. Nhưng mà cái cha nội nào mà rẻ ra cái giống thanh long này nè, rảnh ghê, nhét hộp vô đây chi cho nổi. Có không? Có. Hèn chi vậy là em có kinh nghiệm rồi. 30 giây cuối cùng ạ. Rồi. Đến 10 nha. Để xin đặt tay 20 19 18 nhanh tay mọi người ơi. 15 14 13 12 11 10 Trời ơi, nấm bi kìa. Nấm bi cơm quá trời cơm luôn, bốc. Rồi lấy cái tay lượn luôn đi. Trời ơi, cái trái nó lầy lội. Nhìn cái cách mà đếm này thôi là mình biết cô này rất mà nóng tính. Bảo đảm luôn nè. Không hề luôn. Mọi người thấy không? Người rất là kiên nhẫn. Nhưng mà chỉ có điều là hơi vụng về thôi. Không, lúc đầu là em tính như vậy nè, là quấy. Không phải lọc ra. À, quấy là lọc ra. Dạ, em... nhưng mà sau một hồi thì nó dính quá thì không thể lọc được. Ừ. Đúng đúng đúng. Đúng không ạ? Nếu mà như vậy ấy, mà lọc ra thì rất là nhanh luôn. Không, mình làm sinh tố hú. Lọc ra thì rất là nhanh nhưng mà đây đâu có giấy lọc đâu. Sao nếu vậy? Mà lọc ra thì lấy hạt rất là nhanh. Không thể nào mà nhanh bằng cái cách đấy được. Không, em nghĩ là cũng còn cái sơ chứ khi mà lọc ra. Không qua được. Em không có cái đồ lọc á. Đúng rồi, cái không cái lưới lọc nó không lọc cái sơ của cái thịt đó. Em cứ hơi quấy khô. Nhiều là nó hơi khô. Không, em quấy trong nhiều. Trong khi các bạn nào đang cãi nhau thì mình tranh thủ. Mình cũng tranh thủ được thêm một miếng. Bây giờ coi ai thắng ai thua biết liền. Sao nó dính tay quá trời này trời. Tay anh cũng bị dính rồi hả? Tại vì em dính cái cơm nó nhiều quá. Từ lần sau là không dám ăn thằng lòng luôn á. Rồi thôi à. Rồi. Ê chưa chắc nha. Này hãy cho người ta làm vừa nhiều mà vừa đẹp. Rồi. Chưa chắc nha, nhìn nữa thôi, chúng ta nhiều hơn. Rồi, đồng ý. Chưa chắc nha. Đây, nghiêng nghiêng là xin nhiều hơn mà bây giờ mình coi cái trái thanh long, trái nào vậy? Trời ơi, trái nào nhiều nước nhanh. Trời nào nhiều giờ mình phải so sánh trái nào nhiều nước nhất thì mới ngon chứ. Đúng. Chính xác. Không ai ăn được. Nhỉ? Khô khan. Bây giờ để mày chắc. Bây giờ chị dám ăn cái đó không? Đương nhiên chị có thể ăn được. Cùng với em. Đấy, giờ cuộc sống mà. Cuộc sống mà. Rồi thôi bây giờ chúng ta sẽ trao giải thưởng chiến thắng tuần này, chiến thắng trong cái tập này dành cho các bạn. Xin. Xin là chiến thắng 1.000.000 đồng. Quá xuất sắc. Rồi còn còn lại người thua là ăn thanh long với cái gì? Để trời ơi bồ tè cái ta wasabi người chiến thắng thì được ăn thanh long mà không muốn thích nương thích cái chấm gì thì chấm dạ không có đâu bây giờ tham mình uống người thua ăn mà lộn rồi đây để anh pha thêm cái nước kia nha chọc lên anh em tự được ạ mày nhớ không hoặc là em mời anh. Không, đây.
Có cái muỗng không? Có cái hay dao gì đó anh đọc. Xách nhiều dìu vô á. Vừa phải đó em, từ từ cuộc sống mà. Nhìn nó bước đường cùng. Hai nè. Vẽ luôn không? Vẽ tranh luôn nè, mặt người nè. Bi ơi, Bi quậy lên không? Mình quậy đều giống như tranh nha. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ xơi hết. Hai thầy trò chúng mình sẽ làm hết. Còn với cái này thì em muốn không ạ? À dạ. Đấy. Mẹ ơi. Thưa quý vị các bạn, giờ tiết mục Cạp Thăng Long. Cạp Thăng Long và người ta. Thấy không? Tại vì người ta đó, bây giờ xin em Thăng Long cách đất là con vậy. Trời ơi. Thôi, thôi. Người chiến thắng. Người chiến thắng là người sung sướng. Muốn muốn ăn cái thứ gì cũng được. Mấy bữa chị xin những mấy con này nó. Ăn trước nha, xin ăn trước nha. Ăn đi. Đó, cũng hên là mà các bạn này hình phạt là mù tạt thì rất là dễ với Coleman. Mình ăn mù tạt được. Chỉ có điều là các bạn có thấy ngon hấp dẫn không ạ? Kính mời các bạn ăn cùng mình đi nhé. Ăn thêm năm bằng đĩa mấy người. Ăn thêm năm bằng đĩa mấy người rồi. Cái lột này nè. Đi. Đây nè. Đang ăn thì mới ngon nè. Còn người ta có nhiều nước. Để lấy nước khô phải không? Le lưỡi lên hút nước. Bi sao vậy? Em thấy ăn ngon mà. Tuyệt vời quá mọi người. Không có gì hấp dẫn bằng ăn wasabi cùng với lại thật lắm. Các bạn ăn đi cùng mình nhá. Đấy, tiếp nào. Quay cảnh ta đúng không? Ngon. Ngon mà nó khốn tới tới não luôn, ngon không? Ngon. Kiểu như là mình ăn cái này xong đây, là cái trí não. Thêm miếng muối rồi thêm tiêu nữa. Có em thèm ăn mắm tôm quá mọi người ơi. Rồi sao thế nè. Ông suy nghĩ là ăn với muối là được rồi. Để nó ăn đủ.
Mà mất ít nhất là một ngày, không khi là ba ngày đếm chưa hết. Khó vô cùng. Mình chỉ hận, hận nhất là cái cha nội nào đẻ ra cái giống này rồi. Rảnh quá. Khi mình là đẻ ra, mình làm ra cái giống này hay là mình sinh nó ra thì mình đừng có nhét cái hộp nó vô, nhét nhét dài hộp thôi, nhét chi bự như vậy, nhét quá trời hộp. Ông này ông còn rảnh nữa anh em mình. Và một cái trải nghiệm nữa mà con đang nghĩ rằng cái này vui, mình sẽ tiếp tục. Sau này mình sẽ làm ra nhiều cái món mà ăn bá đạo để thử. Ăn thanh long với wasabi với lại muối tiêu, ngon vô cùng. Mình sẽ làm cái món gỏi này để cho mọi người chứng kiến. Mình sẽ trộn làm cái nước. Không, anh nói thiệt á, ngon lắm. Gỏi tôm, thanh long trộn với wasabi giống như gỏi tôm Thái. Không, anh ăn cái vị nó thấy ngon lắm nha. Cho nên mình không có khó chịu gì, chỉ hơi nồng nồng thôi. Nhưng mà nếu mình trộn mà vừa phải thì cái vị wasabi cộng với muối tiêu nó trộn lại, nó sẽ tạo thành một cái hương vị vô cùng khác biệt của gỏi thanh long, cá sống hoặc tôm. Đúng rồi, tại vì xin thấy là cái thanh long người ta có làm một sốt á, làm sốt trộn hay là... Không, cái nước nó thật á, làm nếu mà pha một chút xí cái vị wasabi vô hay lắm. Vậy là vô tình mình phát hiện ra một công thức mới nha. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn. Rồi, chúc quý vị và các bạn vui. Vui cùng Challenge for Fun. Rồi, theo thể tức là yêu cầu của quý khán giả thân thương thì Coleman tiếp tục cùng với các bạn sẽ bằng đây và cùng với ban tổ chức ban khảo suy nghĩ thật nhiều. Rồi cũng rất mong mọi người đóng góp thêm. Ví dụ mọi người nghĩ ra cái trò gì mà Challenge bá đạo mà tụi mình có thể thực hiện được thì mình cùng với các bạn. Đó, hôm nay thiếu vắng một bạn vì bạn đấy đi đóng phim rồi, bạn Yami đi đóng phim rồi, nhưng mà sẽ welcome thêm rất nhiều bạn mới nữa vào tham gia Challenge for Fun. Vui là chính.